Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi có một cái niềm vui nhỏ nhỏ tặng quý vị và các bạn. Vài ngày nay tôi vui lắm vì ít ra mình cũng đã giúp được cho một người để họ nhận được cái số tiền trong thời kỳ hôn nhân. Câu chuyện của tôi nó sẽ là như thế này quý vị và các bạn ạ. Có một em khoảng chừng chưa được 30 tuổi, em đến với văn phòng trong một cái tâm trạng rất là mệt mỏi. Em bảo rằng là hai vợ chồng em ở ngoài Bắc mà vào là làm lụng ở miền Nam. Và vì hai vợ chồng thì đồng hương tức là cùng một cái quê ở ngoài miền Bắc và vào miền Nam. Thì khi mà hai vợ chồng vào cùng quê thì cũng tiết kiệm để mà mua một cái tài sản cùng ở trọ và mua một miếng đất. Thì vài ngày nay quý vị và các bạn biết không, đất sốt thì hai vợ chồng quyết định là bán đi. Đồng thời khi mà bán như vậy thì cũng có một cái số tiền tích cóp để dành vào một cái việc gửi ngân hàng. Tuy nhiên là trong cái quá trình mà khi mà chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán cái phần đất đó cho người khác, thì người chồng lại nảy sinh cái ý tưởng là đứng tên một mình. Và sau khi mà đứng tên một mình thì em cũng lo lắng, không biết là sẽ như thế nào. Thì người chồng đã có một thái độ rằng là tiền của tôi và tôi sẽ giữ. Khổ lắm quý vị và các bạn. Tiền nong trong cái cuộc sống hôn nhân, thương nhau thì thương cả lối đi, mà ghét nhau thì ghét cả đường đi lối về. Đó là cái lý do mà em đến văn phòng tôi. Em bảo rằng là chị ơi, bây giờ khó khăn quá. Chồng em á, thì bây giờ nó giữ hết tất cả. Thì em bảo với tôi là em mong muốn được ly hôn. Tôi bảo với em rằng là tại sao là vợ là chồng em không có giữ được gì cả. Thì em bảo là em chủ quan. Và quý vị và các bạn biết không, gần như là em gọi điện thoại cho tôi một ngày 5 lần, 3 lần, 7 lần. Em cứ nói rằng tại sao xã hội lại, tại sao ông chồng em có quyền như vậy, tại sao, và hàng loạt cái tại sao. Thưa quý vị và các bạn, có những lúc tôi vẫn rất là bực và tôi phải nói với em rằng là chuyện vợ chồng của em thì em phải tự biết, và bản thân em biết là chồng em rõ hơn ai hết, thì tại sao em không giữ lấy cái nắm lấy cái tài sản đó, nắm lấy cái giấy tờ đó. Và bây giờ nếu như trong trường hợp mình không tin tưởng chồng thì mình cũng có thể là sau khi bán cái tài sản đó đi thì mình sẽ giữ lại 1/2 cho mình và 1/2 cho chồng, mỗi người đứng một sổ riêng. Chứ bây giờ cứ xong việc rồi thì bây giờ em lại có một cái thái độ là em nói với tôi như vậy. Em nói không, thực sự ra chị biết không, em bức xúc, nhưng thực tế là không có một cái biện pháp nào để cho bản thân em hả chị, không có biện pháp nào xã hội bảo vệ cho người ngay tình hả chị. Khổ lắm quý vị và các bạn ơi. Cái ông chồng của cái cô em gái này á, thì ổng lại là một cái người tiếp người gia trưởng. Tất cả những cái gì ông nói đều là đúng hết. Thì ông á, bảo rằng là ok, đồng ý ly hôn. Ly hôn thì bà cứ ly hôn đi, giấy tờ thì tôi vẫn đang giữ. Cho nên mà mấy giấy tờ đang giữ thì làm gì có được cái chứng cứ tài liệu để mà đi nộp ở tòa hả quý vị và các bạn. Tôi nhớ thì chắc có khoảng chừng 2 hoặc 3 ngày em điện thoại em khủng bố tôi. Em bảo rằng là tại sao xã hội lại không có những cái biện pháp bảo vệ cho người chồng. Thì tôi có nói với em thôi, bây giờ em đi về quê đi. Nếu bây giờ em không có giấy chứng nhận kết hôn thì em đi về quê đi, rồi em lấy một cái số giấy tờ, một cái số tư liệu về chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn. Thì em lại cho rằng khó lắm chị ơi.
không biết là như thế nào. Và tôi với tư cách là một luật sư, với tư cách là một cái người có những cái kiến thức pháp luật, thì tôi đã giúp em bằng cái hình thức là liên hệ với cái người chủ đất cũ, thì cái người mà gọi là mình nhận chuyển nhượng, và giúp em bằng cái thao tác đó, tại vì còn một cái số tiền nhỏ. Và thế là cái cuộc thương lượng thành công. Vui lắm quý vị và các bạn. Khi em điện cho tôi, em bảo rằng chị Thu ơi, cái việc đó đã thành công rồi. Thực sự là tôi cảm thấy vui. Vì quý vị và các bạn biết không, trong cái nghề nó còn có cái nghiệp, trong cái nghề nó còn có những cái đạo đức, một cái tình người trong cái cuộc sống. Em bảo với tôi rằng là sau khi mà có một cái động tác gọi là tác động từ phía cái người mà mua đất mới này, thì anh chấp nhận, nói một câu nha quý vị, anh chấp nhận không chia 1/2 tài sản chung vợ chồng cho vợ. Và còn cái việc ly hôn thì tính sao. Tuy nhiên thì tôi cho rằng là không khó, sau khi em có những cái số tiền 1/2 số tiền mà tiền bán đất và tiền dành dụm này, thì em sẽ về quê và em sẽ tiếp tục cái cuộc sống của em. Xã hội là như vậy đó quý vị và các bạn. Và trong bản thân con người thì cũng có những cái cung bậc khác nhau. Hôm nay thì ta cũng có thể là vui lắm, nhưng ngày mai rồi lại buồn. Hy vọng rằng ở mỗi con người có những cái niềm vui nhiều hơn nỗi buồn. Cảnh nó làm cho con người mình cảm thấy dễ hòa bình với thiên nhiên. Quý vị và các bạn biết không, ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Gần như là tiếp xúc với và đi giải quyết những cái khó khăn cho khách hàng của mình, và gần như là không có một cái chỗ để xả, đúng nghĩa là để xả. Tuy nhiên tôi vẫn chọn một cái biện pháp là hòa mình với thiên nhiên, quay video tặng các bạn nè, làm những cái việc có nghĩa, có ích. Dĩ nhiên trong cái nghề thì tôi cũng đã có cái nhân văn, còn tôi cũng phải tự gọi là xả một cái van để vào một cái ngày Chủ nhật để tiếp tục cái cuộc hành trình cho một ngày mới. Sau một cái thời gian mà em đã thỏa thuận được cái số tiền với chồng, thì em đến với văn phòng và em đã gửi lời cảm ơn tôi. Thì tôi bảo cái nghề của tôi là như vậy đó. Có những khi chỉ cần là đạt được cái mục đích thì quay lại cảm ơn, thậm chí một lời cảm ơn cũng được. Và quý vị biết không, ngay cả cái nghề mà bán hủ tiếu bánh canh, cái nghề bán nước, khi mà mình thấy một người nào đó cơ nhỡ, một cái người khất thực mà mình đã giúp họ bằng một ly nước, một cái đĩa cơm trong cái khả năng của mình, thì mình cảm thấy rằng cuộc sống của mình có ý nghĩa. Tuy nhiên rằng các bạn cũng phải thật tỉnh táo, tại vì trong hàng trăm người thật thì cũng có vài phần trăm giả dối. Thưa quý vị và các bạn, niềm vui của tôi chắc chắn nó sẽ là động lực cho một cái ngày Chủ nhật tiếp theo. Hy vọng rằng là trong cuộc sống, tôi sẽ chúc cho quý vị và các bạn có một cái tư tưởng tích cực nhiều hơn. Nếu như trong trường hợp hôm nay ta đi ra ngoài đường mà thấy lỡ mà va may mà đụng vào một cái rổ bánh tráng, thì thôi mình đem cái bánh tráng về và mình bồi thường, và mình cho là đây là một cái cơ hội để có dịp mà mình ăn bánh tráng, và mình lấy cái bánh tráng đó mình về, thì mình sẽ cho các cháu nhỏ cũng chẳng hạn. Trong cái khó khăn thì chúng ta hãy thử mỉm cười với nghịch cảnh.
thì tôi nghĩ rằng chắc chắn các bạn, quý vị và các bạn sẽ hài lòng với chính bản thân mình. Một chút lang thang, một chút tự sự gửi đến quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu chuyện và nào đó thì hãy để lại comment cho tôi. Thưa quý vị và các bạn, tôi cũng có những cái trăn trở, những cái lo lắng trong cái công việc, trong cái nghề nghiệp. Thì cũng hy vọng đây là những cái thước quay phim này, trở về với thiên nhiên, những dịp mà nói như thế này nè, để mà trở lại, hòa mình lại với cái cuộc sống thường nhật. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có một ngày Chủ nhật hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe cái câu chuyện niềm vui nho nhỏ của tôi. Xin trân trọng cảm ơn.